Hello, mấy buôn. Mấy buôn tới nè. Mấy buôn tới đó mà. Con quạt mát ha. Đất tới hết rồi. Mới vô đóng cửa lại, vô trong đóng cửa lại cho mát. Vô trong đóng cửa. Vô rồi đóng lại, đây là nó lạnh mà. Ồ. Phải chụp cái quá đẹp quá ha. Ồ quá trời đẹp luôn rồi. Quý cô chú anh chị ơi, chuẩn bị bên tổ chức sự kiện của người ta chuẩn bị nè. À, bánh rồi trái cây rồi hoành tráng luôn ha. Thằng bé Bôn cũng vừa đến thằng bày ha, thằng bày ha. Quá tuyệt vời luôn ha quý cô chú chị. Đó. Ồ. Trưng bày thêm ha. Những cái sản phẩm. Mít sấy này ngon lắm quý cô chú anh chị. Ngon lắm. Tại vì em có ăn rồi, chị Hồng Loan có đem lên trên mộ cho mấy anh em dùng thử. Đó. Thì ăn rất là ngon, vừa giòn, nó giòn mà nó mềm, nó giòn mềm. Chứ không có cứng nha. Thì nghe chị Hồng Loan chia sẻ thì cái này chị trưng trong cái ngày hôm nay thôi. Cái đặc biệt ở đây là chỉ là bán mỹ phẩm ha quý cô chú anh chị. Bán kèm trong ngày, trong ngày khai trương. Đó. Nay là ngày rất là bận rộn luôn nghe quý cô chú chị. Tại trong ngày khai trương mình phải trưng bày lên những cái sản phẩm trong cái ngày khai trương. Từ sáng giờ là chị Hồng Loan cùng với các anh chị em nhân viên ở trong shop mỹ phẩm của chị là phải nói là liên tiếp không ngưng tay luôn để là trang trí trưng bày những cái sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng. Bà con cô bác nào mà yêu quý chị có thể liên hệ qua số hotline của chị. Trên sản phẩm thì cũng có để nè quý cô chú chị, đây là số hotline ha. Mình có thể là liên hệ trực tiếp qua số này để là ủng hộ chị ha. Đó, đây là cái số trên sản phẩm của chị luôn. Không lo. Trình bày rất là bắt mắt ha. Có trái cây nè, có là nhãn nè, có cây nho vải nè. Hồi sáng ra. Ôi, bao nhiêu bao chứ? Mọi người. Mọi người hãy nhanh tay lên. Tới số 1022. Không bữa em về sẵn đi luôn. Đi mấy ngày rồi? Bữa được 3 ngày rồi. Những cái sản phẩm mà mua 1 tặng 1 là gồm những sản phẩm nào? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Mỹ phẩm.
Màu là những mỹ phẩm luôn ha. Dạ. Thì ví dụ như nhà mình mà ví dụ mua một tặng một mà mình không muốn lấy cái sản phẩm đó thì mình có thể lấy sản phẩm cùng giá hoặc là thấp hơn là được. Miễn là đừng có cao hơn thì mình bù tiền vậy thôi. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó. Đúng rồi. Dạ. Trong một tuần lễ luôn hả? Đúng rồi, trong một tuần lễ khai trương đầu tiên thì anh thấy lực lượng đóng hàng có cái trong đó là biết là nãy giờ đang nổi đơn, nên là cả nhà mình mua sớm thì mình sẽ được nhận sớm, nếu mà mua trễ thì nhận trễ. Thường thì một số sản phẩm mà bên em sẽ hết sớm, như là chống nắng là sẽ hết sớm nè, các loại kem dưỡng kem nắng là sẽ hết sớm, cho nên là nếu mà mua sớm thì mình sẽ được giao sớm. Dưỡng trắng da này quý cô chú anh chị có trong vòng một tuần lễ ưu tiên khách hàng ha. Rồi nước hoa best seller luôn, nước hoa từ mùa số 1 đến mùa số 10, là từ số 1 đến số 5 là mùi kiểu nó hơi ngọt ngọt, nó dành cho dịu dàng nữ tính. Rồi những anh nào mà nhẹ nhàng một xíu, còn mùi từ số 6 đến số 10 là những cái mùi mà dành cho cá tính này mạnh mẽ đó. Ví dụ như những anh nam nào mình thích mùi ấm nè, mình đi với bồ buổi tối cũng ok luôn. Rồi ví dụ mình đi thể thao thì mình dùng sport là mùi số 10. Đây là quý cô chú chị, đây là cái sản phẩm nước hoa mà anh đang nói đó. Dạ. Là nó có 10 mùi. Đó, từ 1 đến là 10. Sẽ có 10 mùi nhà đúng em, không? Dạ đúng rồi, nhà em bây giờ là có fanpage nè, có TikTok nè, có Shopee nè, có hotline nè. Đó, nói chung là bủa vay, cả nhà mình muốn mua ở đâu cũng được. Đây mình cái số đâu có chờ mua ở đó. Số hotline ở trên đây luôn nghe quý cô chú anh chị đây nè. Bà con cô bác nếu mà mua sản phẩm chị em lon có thể là gọi qua số hotline ở trên cái chai nước hoa luôn. Cái nè. Hotline này là hotline của Bun Bun, cho nên là nhiều khi gọi là Bun Bun. Cho nên bây giờ cứ ví dụ như gọi hotline là số người ta. Số máy. À? Bò giùm em, qua bò giùm em. Số máy. Bò đọc giùm em. Dạ, mình sẽ gọi hotline ở bên con là 0899196652 nha cô chú anh chị ơi. Thì cái này là hotline bên Mỹ Phẩm Hồng Long luôn. Có bất cứ vấn đề gì cần liên hệ thì mình nếu có liên hệ bên con nha. Là nhân viên con sẽ trả lời liền cho mình luôn. Đó. Và còn cô bác nếu mà mua hàng ủng hộ sản phẩm mỹ phẩm của chị kể từ cái ngày mà khai trương sẽ là một tặng một trong vòng một tuần lễ đầu tiên, chi ăn khách hàng sản phẩm bất kỳ là được tặng một sản phẩm y chang như vậy luôn, hoặc là mình có thể đổi một sản phẩm đồng giá như vậy hoặc có thể liên hệ qua số online anh vừa đọc ha quý cô chú anh chị. 196652 cho quý chị ơi. Rồi chúc chị Hồng Loan khai trương hồng phát cùng với tất cả những vị khán giả yêu thương chị ha, ủng hộ chị trong cái ngày hôm nay. Là nói chung là sẽ là chi ăn khách hàng là trong vòng một tuần lễ kể từ ngày khai trương quý cô chú anh chị, là ngày 5 tháng 5 là trong cái ngày hôm nay. Những khán giả nào mà ủng hộ chị có thể là liên hệ qua số hotline mà anh đã vừa đọc, bên nhân viên của chị đã vừa đọc để lo cho tư vấn. Nếu mà cô bác có thể là muốn hiểu rõ thêm thì có thể là liên hệ bên nhân viên để người ta là tư vấn cho nó rõ ràng hơn nhé quý cô chú anh chị. Đó. Đó. Quá là bắt mắt luôn ha. Video của Di Minh đến đây là kết thúc ha quý anh chị. Bà con bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh, và nhớ nhấn vào cái chuông thông báo để là xem những cái video mới nhất cho Di Minh đăng trên kênh YouTube Di Minh nha. Xin chào bà con, bà con bác gặp lại nha, video tiếp theo.